Có em. Có chị. Có em à. Lam là có chị mà. Có em á. À. Cái gì? Chuyện gì vậy? Lam nào nào. Không 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 không. Hả? Cẩn thận. Cái gì? Không đời nào. Nè, cái gì đây? Xin lỗi. Con không biết là ba ở trong đó. Được rồi, để ba cho các con cái này nha. Nhìn đây. Oh. Oh, wow. Baby. Hả? Cái gì? Wow. Aha. Hả? Hả? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đến đây. Ở đây còn chỗ trống nè con trai. Cái gì thế? Nhanh lên nào. Gì thế này? Không đời nào. Các con giải thích sao đây? Chúng con không biết. Chúng con không cố ý làm rơi đâu. Không không không. Vậy cùng nhau làm slam nha. Được rồi. Aha. Wow. Oh yeah. Nè. Hãy xem đây nè. Một cái chăn bằng slam nè. Cùng phải bấm đi nào. Wow. Wow. Không đời nào. Wow. Kì yeah. Hả? Con có thể dùng đồ trang điểm để làm slam không? Ý hay đó con. Yeah, làm đi nào.
Vậy bắt đầu luôn nha. Cho sơn môi vào đây. Mẹ cho thêm phấn vào nữa nào. Và thêm một chút sơn móng tay hồng vào. Giờ trộn đều lên nha. Tuyệt vời. Đến khoe với ba và em đi nào. Dạ, ok. Này, nhìn nè. Ôi trời ơi, ghê quá đi. Tuyệt vời.
nào. Xa xa, đi tắm kìa. Chuyện gì thế này hả? Trang trí nào. Oh yeah.